Theo hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hạ cánh tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 15 tháng 6 và chuẩn bị sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của ông với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. "Tôi luôn sẵn sàng," ông Biden tươi cười nói với các phóng viên khi được hỏi ông đã chuẩn bị cho cuộc gặp đầy căng thẳng này chưa. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh thêm rằng ông còn có sự ủng hộ của các đồng minh phương Tây. Ông Biden và ông Putin sẽ gặp nhau tại khu biệt thự Lausanne sang trọng ở Geneva, dự kiến bắt đầu vào khoảng 1 giờ chiều ngày 16 tháng 6 giờ địa phương và kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Trước tình hình căng thẳng hiện tại giữa hai quốc gia, hai nhà lãnh đạo sẽ không dùng chung bữa ăn nào xuyên suốt cuộc họp và sẽ tổ chức các cuộc họp báo riêng sau hội nghị chứ không phải là một cuộc họp báo chung. Sẽ không có chuyện hai nhà lãnh đạo cùng ngồi bẻ bánh mì, một quan chức cao cấp của Mỹ tiết lộ. Khoảng 3.000 đến 3.500 sĩ quan cảnh sát và các lực lượng an ninh khác đã được triển khai tại khu vực nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin, theo hãng tin Reuters. Phái đoàn Nga sẽ bao gồm Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov và Tổng tham mưu quân đội Nga Valery Gerasimov cùng một số người khác. Về phía Mỹ, tham gia cùng ông Biden là các cố vấn thân cận nhất của ông, trong đó có Ngoại trưởng Antony Blinken. Đây sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi đầu năm. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.